Bây giờ thôi mời Phú Quý ha, lên hát Tình Mẹ nha. Phú Quý mà Phú Quý mà Nhật Đức nghe Phú Quý có một bài hát mà lời hoa mà nhạc Việt đó ta, có bài hát hay lắm. Mà mang mấy kiếm màu đen đen nhá không? Người đến từ Diều Châu đúng không? Bài đó hát cũng hay ghê á. Bữa nào ôm lại mới hát được đúng không? Được dịp khác. Hát lâu quá phải không? Rồi nè bây giờ Phú Quý hát nha. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ con chào các thầy, con chào các sư cô, dạ, con chào tất cả các cụ. Dạ con nói thiệt, trong cuộc đời con đi hát năm nay là cũng mười mấy năm rồi, nhưng mà sao là cái mấy ngày nay con về thầy á, con ngủ ngon rồi con ăn quá trời ăn luôn. Thường ngày con ăn á, con tập con giữ dáng, con ăn một ngày là có nửa chén cơm mà hôm bữa ăn cháo á, con ăn hết một bát cháo rồi con ăn thêm nửa tô cơm lớn nữa. Hồi sáng nay cũng vậy, con ăn hết bữa ăn nuôi á, hết tô nuôi rồi trộn thêm nửa tô cơm ăn nữa. Nó vui cái con ăn nhiều. Dạ mà con về đây bữa con tắt tiếng luôn, mà xong bữa về đây hết luôn, con niệm Phật á, con cứ A Di Đà Phật con hát quá trời luôn. Dạ cũng xin nhân dịp tháng Như Lan, đáng lẽ là những cái ngày tháng này con cũng phải là báo hiếu cho cha mẹ, làm một cái gì đó cho mẹ, nhưng mà bỏ mẹ nhà rồi. Mà để về báo đáp sau. Tại nhiệm vụ của con là con phải đi cống hiến, phục vụ bà con gần xa. Đó là hạnh phúc niềm vui của con, và mẹ con cũng đồng tình và ủng hộ điều đó cho con. Cho nên hôm nay thì có tất cả các cụ ở đây, con xin hát một bài hát thật ý nghĩa, Tình Mẹ, sáng tác của ca sĩ Ngọc Sơn. Tại vì thầy nói là các đấng nam sinh á, mình gọi là cha, các nữ sinh mình gọi là mẹ. Thì hôm nay con xin đại diện cho đấng nam sinh, tặng cho đấng nữ sinh như những người mẹ, bài hát Tình Mẹ. Tiếng giọng đông đưa chiều mưa,
Mẹ ru con ngủ con hời, con ngủ cho ngoan. Ngọt ngào tiếng ru âu ơ, như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ ơi, biết tiếp mẹ ở đâu. Hỏi từng bờ đê, gió hiu hiu mẹ tôi đâu rồi. Mãi đành im liềm, nhìn hàng tre ngơ ngá cuồng thiêu. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha. Sẽ không phai nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ hiền. Đường con đi, dù cho đường đời này con có vấp ngã hay làm điều gì, mẹ là người nắm lấy tay con. Ngược dòng thời gian, bao dấu yêu xa xưa trở về. Nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dài nắng dầm xương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con, miếng ăn giấc ngủ từng đêm. Những khi gió lạnh bên nhà tranh nghèo ấm êm tình thương. À, 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 tiếng giọng đông đưa chiều mưa, mẹ ru con ngủ con hời, con ngủ cho ngoan. Ngọt ngào tiếng ru âu ơ, như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ ơi, biết tim mẹ ở đâu. Mơ đêm gió hiu hiu mẹ tôi đâu rồi. Mãi đành êm liềm, nhìn hàng tre ngơ ngá cuồng thiêu. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha. Sẽ không phai nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ hiền. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha. Sẽ không phai nhòa tháng năm êm con. Cảm ơn các cụ, con cảm ơn các thầy, con cảm ơn các sư cô, cảm ơn thầy.
con chờ mong con về. Thương mẹ già một nắng hai sương, con phần nghèo nên phải tha phương. Đi xa nhớ nhà, đi xa nhớ mẹ ruột đau chín. Con sẽ về dù trước hay sau, con vẫn là con mẹ thương yêu. Xanh xanh mái đầu lờ thơ, tóc bạc hàng huyên sớm chiều. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng không phụ kính công cha. Ai nhớ thương ai, riêng tôi nhớ về mẹ quê yêu dấu. Năm tháng quanh hiu, thân mẹ cánh cỏ lòng gió muôn sớm chiều.
không một câu xa từ. Con khóc thương vô bờ vì con đã hay. Từ nay trên bước đi nhớ thương ngập lối. Chiều nay khi lớp tan con chờ ba đón về, nhưng khóc thương vô bờ vì con đã hay. Từ nay trên bước đi bóng con âm thầm nghẹn ngào, chợt nhớ đến gì vang thoa xa xưa kỷ niệm đau đớn. Một chiều người ra đi không nói tiếng chia ly xót xa lòng con. Từ đây trong giấc mơ mong chờ ba đón về, nghe tin sương tan chiều biển biết khói mây, lệ vương lên mắt cay nhớ thương ba nhiều. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kính không cha. Chiều nào ba mất đi không một câu ra từ, con khóc thương vô bờ vì con đã hay. Từ nay trên bước đi nhớ thương ngập lối. Chiều nào khi lớp tan con chờ ba đón về, nhưng khóc thương vô bờ vì con đã hay. Từ nay trên bước đi bóng con nghẹn ngào, chợt nhớ đến gì vang thoa xa xưa kỷ niệm đau đớn. Một chiều người ra đi không nói tiếng chia ly xót xa lòng con. Từ đây trong giấc mơ mong chờ ba đón về, nghe tiếng sương tan chiều biển biệt khói mây, lệ vương lên mắt cay nhớ thương ba nhiều. Nghe tiếng sương tan chiều biển biệt khói mây, lệ vương lên mắt cay nhớ thương ba nhiều. Dạ, quý vị, đây là cảm xúc tôi. Quý vị nào còn cha, còn mẹ, đặc biệt là những em nhỏ thế hệ sau này, hoặc là những các em cùng đồng trang lứa, những anh chị cùng đồng trang lứa với Phú Quý, thì nếu các anh các chị không còn cha mẹ thì Phú Quý xin chia buồn. Còn nếu các quý vị, anh chị nào còn cha mẹ thì hãy yêu thương, có hiếu đạo với cha mẹ, thì đời sau con cái mình sẽ có hiếu lại với mình. Dạ, trước khi Phú Quý và Kim Thoa vào trong thì cũng có vài lời với tất cả quý vị là đến với chùa Hộ Pháp là một cái duyên Kim Thoa rất là quý. Lúc nãy thầy Nhân Đức cũng có nói đó, thì bây giờ Kim Thoa cũng lặp lại là sắp tới
tất cả những cái chương trình gì của thầy, thầy cứ cho Kim Thoa hay, Kim Thoa sẽ sắp xếp và xuống đây hát cúng dường cho tất cả quý vị, có được không ạ? Nãy Kim Thoa có nghe thầy nói là dạ mùng 3 tháng 7, dạ thì nói chung là nếu như trong chương trình của thầy mà có sắp xếp được để mà có cần giống như là văn nghệ giống như hôm nay thì thầy cứ cho hay là giá nào, nếu mà không gọi là sắp xếp được là Kim Thoa sẽ xuống đây hát. Dạ. Phú quý ở đây cũng được nhiều Phật tử quý mến, quý đẹp trai ấy vậy. Dương Ngọc Thái thì xả mái tóc rồi, Phú quý không biết chừng nào xả đây. Rồi mời Phú quý. Thật ra thì con đẹp trai nhưng mà con không có đẹp bằng thầy. Tại vì trong mắt con là thầy đẹp nhất. Thầy cứ suốt ngày thầy buổi giảng là thầy cũng nói thầy hô. Cái đó mới là cái dễ nhớ đó. Dạ. Con cảm ơn thầy nhiều. Và Phú Quý cũng cảm ơn tất cả các cô chú anh chị rất là nhiều cho hôm nay. Phú Quý nhìn xuống xúc động lắm. Phú Quý sẽ hát một bài hát thật là ý nghĩa. Và bài hát này là của anh ca sĩ Mai Quốc Quy sáng tác. Và Phú Quý nghe cảm thấy hay, rất ý nghĩa mà Phú Quý xin luôn cái nhạc luôn, rồi tập luôn được mấy ngày. Hôm nay tặng cho tất cả các cô chú anh chị, các em nhỏ, các cháu ở đây bài hát 9 tháng 10 ngày. Nắng với sương thân hao gầy nhìn mẹ xót thương, nước mắt bao giờ chảy ngược người ơi, mong con nên người lòng mẹ được vơi, xin ông trời ban cho phước lành con dài khờ được lớn khôn thân heo mòn lòng mẹ con. Mẹ ơi, mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, con nuôi mẹ mà kể tháng kể ngày, ơi ơi hò. Cha mẹ còn đâu, bao đêm âu sầu nhỏ lệ con tim, con hối hận giờ quá muôn màng, suốt cuộc đời sám hối ăn năn, biết bao giờ gặp lại mẹ ngày mẹ nuôi con vất vả. Bây giờ con khôn lớn, con đã nên người,
không gian này, khung cảnh này, mẹ còn đâu? Mẹ ơi, hãy quay về đây với con. Mẹ. Cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, A Di Đà Phật. Trong quá trình con hát, giọng hát con có gì sơ suất thì các ông bà, cô chú, anh chị bỏ qua cho con nghe. Như vườn thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi, cha già dấu yêu, con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Rách sao cho thương những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già rồi.
con luôn nhớ mãi trong thâm tâm. Từ khi còn thơ bé, cha dạy con nghèo cho sạch, rách cho thơm, đừng bao giờ lừa dối, đừng bao giờ làm hại ai. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha. Cho xanh rách sao cho thơ, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu Phật cùng bao chúng sanh.
phát nguyện thành tâm sám hối, xa rời dùng tối đam mê nương thân cửa Phật, đường đi nay có lối về. Quý vị ơi, những ai còn để những u buồn trong lòng, những điều không hay, những điều còn mang nặng, chúng ta hãy bỏ hết đi, mang nhiều niềm vui cho nhau quý vị ơi. Con lại nhìn thầy thêm lần nữa. Ngài nói xin chư Phật mười phương chứng chi ghi nhớ tỏ tường, đời con thành tâm sám hối tu thân, con lánh xa tội lỗi luôn làm bao điều tốt lành cho đời nở qua từ bi. Quan nghiệp trả dài, con xin chấp tay kính lại mười phương chư Phật, cùng bao chúng sanh phát nguyện thành tâm sám hối, xa đời dùng tối đam mê nương thân cửa Phật, đường đi nay có lối về. Chúng sanh phát nguyện thành tâm sám hối, xa đời dùng tối đam mê nương thân cửa Phật, đường đi nay có lối về. Con nhìn. À, bây giờ chúng ta sẽ mời anh ca sĩ Phú Quý ha, hát bài các buổi cuộc đời. À, bài này ý nghĩa lắm nghe quý vị. Chúng ta cho chàng pháo tay thiệt lớn nữa nghe. Dạ con chào thầy. Dạ con chào tất cả các cô chú anh chị, tất cả các em nhỏ, các bạn đồng trang lứa. Dạ xin chào thầy. Thầy biết không, bữa con cái lần trước con về con hát á, cái con vô cái con đi cái mấy cô chú anh chị cái gặp cái A Di Đà Phật, cái con về cái giống như con nhớ cái một ngày nọ bữa đó con chạy xe, cái anh xe tải đó anh chạy cái anh giống như là con chạy nhưng mà kiểu anh cũng gấp hay sao á, nhưng mà anh thúc còi lắm, nhưng mà lúc đó con không có tránh, con không có tránh đường được, cái anh bực quá anh chạy lên anh ép đầu xe con vô, cái anh mở cửa xe ra, cái con không biết làm sao thì nhiên cái con xuống xe con A Di Đà Phật. Nhưng mà hiểu nghiệm thầy, nhưng mà hiểu nghiệm tự nhiên cái ông im gù, cái ông nói thôi đi đi. Thế vậy cái con lên xe con đi luôn thầy. Dạ cái con lái hồ cái lúc đó con trong đầu con suy nghĩ là con nhớ tới cái hình ảnh của thầy thôi, con nhớ cái người thầy mình đẹp lắm á. Cái con ngọt nói ủa sao hiểu nghiệm vậy ta, ai vậy là vật, cái thôi đi 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 luôn. Dạ nói vậy quý thấy đi chùa đi lên gặp thầy xong về cái mình thấy giống như là thay vì mà mình xuống mình đánh nhau với người ta đi, mình cãi nhau đi thì nó sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay, nhưng mà mình cứ A Di Đà Phật hết. Dạ
Con cảm ơn rất nhiều các cô chú anh chị. Lúc nào gặp con bước ra cũng vỗ tay ủng hộ con mừng lắm. Dạ. Bây giờ con hát một bài hát thật ý nghĩa tặng cho tất cả các cô chú anh chị. Bài hát được mang tên Cát Bụi Cuộc Đời. Bài này con mới thuộc, có gì có quên lời bỏ qua cho con nha. Để nhạc lớn lên giùm em chứ. Bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mãi xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền, chuyện thế sự nơi chân ai. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Trời ơi, cũng nhờ hên là mình hát thiệt ấy, chứ mình hát nhép là chết luôn rồi. Dạ, con cảm ơn thầy. Con nhìn thầy. Thầy biết không? Hôm bữa con gặp thầy cái bữa mà hát ở bên chùa bên kia. Xong con về con ngủ, con mơ thấy thầy hoài luôn. Con ơi,
Thấy thầy ngồi giảng cho bà con nghe, trong đó con cũng nghe nữa. Dạ. Thầy mình đẹp đúng không quý vị? Dạ. Vậy mà suốt ngày mở YouTube lên, lúc nào thầy nói hô, có hô đâu, đẹp dễ thương. Dạ. Phú quý cảm ơn tất cả quý vị đã vỗ tay ủng hộ, mặc dù nhạc sự cố nhẹ một chút nhưng mà cũng vỗ tay ủng hộ vui quá à. Dạ, một lần nữa con cảm ơn rất nhiều. A Di Đà Phật. À, vui quá quý vị. À, dù như anh chị ca sĩ đến đây hát mà gì là ai cũng thích hát, thông cảm hết. À, tại vì mấy anh em trong chùa khi bên bắt nhạc đồ cũng không có rành gì mấy, tại chùa mình ít cái vụ này mình không biết á, nên mấy anh chị ca sĩ thông cảm hết ha. Nhưng mà được ủng hộ dữ lắm á nghe. À, không mà nghĩ lại Phú Quý nói một câu nãy hay nghe, nhờ hát thật chứ gặp nhép là dính. Thôi thật, thôi kệ, chắc ăn mình hát thuộc chắc ăn, như lỡ hát chắc ăn đúng không quý vị? Chùa mình ngộ lắm, hồi đó lâu lắm rồi, có một cái anh đó, anh lỡ hát mà anh thâu sẵn, anh lên kêu bạc, lên bạc anh hát giữa chừng chứ nó đứng ngang. Nó nguy hiểm thấy ghê thiệt. Bởi vì những đức nói cả đời những đức là giảng thiệt chứ không có giảng nhép. Không, những đức mà giảng nhép kỳ lắm nghe quý vị. Thí dụ bây giờ những đức giảng sẵn bài giảng đi, xong những đức mới nghe giảng, những đức mới làm theo. Ồ, cái lúc đó mà tự nhiên nó đứng làng cái, tự lúc đó thấy mình ngộ quá. Kỳ lắm ấy quý vị. À, thôi đến chùa là thật nghe, thật là chắc. Dù mình hát không hay nhiều nhưng mà cái tình thương mến thương quý vị, họ sẽ đến cho mình đặc biệt dữ lắm luôn, rất là đặc biệt, nhớ nghe. À, quý vị thấy rằng là Phú Quý có duyên dễ thương quý vị. À, dễ thương, đẹp trai có duyên dễ thương, chứ đẹp trai mà không có duyên là chịu thua. À, đẹp trai mà không có duyên cũng chịu thua à, nhờ có duyên mới dễ thương nha. À, như những đức xấu mà nhờ có duyên. Thấy chưa? À, bây giờ trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho ta cảm ơn trời, dù sống thương đau mai kia chết rồi trở về cát bụi, giàu khó như nhau, nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ cho. Nhà lớn lầu vàng son, này lời danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu, sẽ chắc bền lâu, xem như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lười đầu môi, cũng thế mà thôi, sẽ mất ngày mai, như nước trôi qua cầu. Sống trên đời này từ phù du có đây rồi lại mất, cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen.
người sáng giàu, đừng vì ham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cát bụi là ta mai này trông qua. Cảm ơn các cụ rất nhiều, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Con đi xuống luôn được không sư phụ? Con đi xuống nha. Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho, ta cảm ơn trời dù sống thương đau. Mai kia chết rồi, trở về cát bụi giàu khó như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ cho. Này nhà lớn lầu vàng son, này lời danh chức quyền cao thang, có nghĩa gì đâu sẽ chắc bền lâu như nước trôi qua cầu. Này lợt ướt này thủy chung, này tình yêu chót lưỡi đầu môi, cũng thế mà tôi sẽ mất ngày mai, xem như nước trôi qua cầu. Sống trên đời này, phù du có đây rồi lại mất. Ông anh xin anh đổi trắng thay đen. Nào người sáng giàu, đừng vì ham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cát bụi là ta mai này trông qua. Người nhớ cho ta là cát bụi, xin người nhớ cho. Người nhớ cho ta là cát bụi, xin người nhớ cho. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi. A Di Đà Phật. Dạ con cảm ơn rất nhiều. Dạ thầy. Thầy đẹp quá. Con cảm ơn thầy. Trò trần gian cho ta nhiều mơ mộng, cuộc sống tranh giành chỉ vì hai chữ lợi danh. Người thì lão đau, còn người kia trong sáng giàu. Kiếp sống vô thường quá nhiều khổ đau. Ngục trần gian mà sao ta cứ ăn thua tranh giành, cứ lanh quanh chữ tiền như con thuyền lạc giữa biển khơi. Ai ơi sống ở trên đời đừng nên chua chát với người với ta. Sống xa hoa, sống trong ngọc ngà, hãy nhớ rằng nhân quả không phải ở đâu xa. Sống không khinh,
buồn vui sương khô như mây chiều vào thu. Đời tựa chim bao đêm thâu đêm nhiều chăn trở, hãy sống thương người như là thế thương thân. Thì ai ơi, sống ở trên đời hãy nhớ rằng một lời ta là cát bụi mà. Được gì đều trở về các buồn. Nam mô A Di Đà Phật. Đời tựa mây bay đâu ai hay làm kịp người, nơi chốn du hành là địa ngục trần gian. Sao ta cứ ăn thua tranh giành, cứ lanh quanh chữ tiền như con thuyền lạc giữa biển khơi. Ai ơi, sống ở trên đời đừng nên chua chát với người với ta. Sống xa hoa, sống trong ngọc ngà, hãy nhớ rằng nhân quả không phải ở đâu xa. Sống không khinh, không ghét, không hận thù, thì buồn vui sương khô như mây chiều vào thu. Đời tựa chim bao đêm thâu đêm nhiều chăn trở, hãy sống thương người như là thế thương thân. Thì ai ơi, sống ở trên đời hãy nhớ rằng một lời ta là cát bụi mà Di Đà Phật. Nãy giờ là coi như Kim Tho cũng thấm rồi đó. Thầy Thích Nhuận Đức nói là làm gì cũng phải niệm Phật, cho nên là trước khi hát á, Kim Tho cũng niệm Phật, giữa bài hát cũng niệm Phật, mà kết thúc bài hát cũng niệm Phật. Dạ. Mặc dù hôm nay sức khỏe thì cũng không có được tốt lắm, nhưng mà không có hát nhép, sẽ hát live. Hát live cho quý vị nghe, biết đâu mình hát vậy đi mọi người cảm động và thương mình đúng không thầy? Dạ. Rồi, và để không để quý vị chờ lâu thì Kim Tho sẽ gửi tặng đến tất cả quý vị một ca khúc cũng rất là có ý nghĩa. Và ca khúc này và cũng giống như thầy thường hay nhắc chúng ta hàng ngày là phải niệm Phật. Đó là một sáng tác của Quý Luân và Tuệ Nga. Ca khúc được mang tên Chắp Tay Niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
cắm hoa cúng dường, chắp tay niệm Phật mười phương, đạo giảng chân lý mở đường độ sinh. Thật sự lúc đầu á, tại mở lên cái echo nó vang vang, Kim Thoa giật mình, tưởng là mở lộn cái bài mà hát nhép. Tại mình nói mình không nhép, tự nhiên được tưởng đưa lên cái bài nhép quê chết luôn. Cho nên là cái bị khựng lại. Nhưng mà chắc là Phật thương độ hay sao á, nói chuyện nói không nổi, nãy nói hột không có gì nghe không, tự nhiên hát được ha, cũng được. Dạ. Rồi cho chào bắt tay thiệt lớn nha. Rất là hoan hỷ vậy, rất là vui. Ở đây Nhân Đức thấy chồng của Kim Tho anh này, Nhân Đức gặp ảnh cái là kết duyên đặc biệt. Nhìn người giống như chầm chầm, rồi thêm cái nữa Nhân Đức nhìn thấy đàn ông vậy là Nhân Đức thích. Dụ như thấy cũng phong trần ha. Đó, nên khi gặp ảnh cái bữa bên Hộ Pháp mà mời hát á, hai anh em là bắt tay rồi, thấy nói chuyện mấy câu thấy giống cũng lúa lúa chung nhau. Thấy dễ thương. Nên là từ nơi đó mà có duyên với chùa mình, rồi kết duyên từ từ mà mở rộng ra gì. Đây cũng là nhân duyên đặc biệt quý vị. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả những người nghe được Phật Pháp ai cũng vui vẻ an lạc, và luôn luôn có sức khỏe. Và dù trong cuộc đời chúng ta có gặp những sự trở ngại gì, phải nhớ là niệm Phật, nghe Pháp, đó là phương pháp rất là hay.
để giúp cho chúng ta cởi mở tâm tư và hướng đến bến bờ giải thoát nha. Hồi chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Ca khúc này thì lúc trước khi mà người ta biết tới con là Kim Thoa thì con hát cái ca khúc này, là cũng nhờ cái ca khúc này mà con được khán giả trong nước và ngoài nước biết đến con. Đến nay được cũng 50-60 triệu view rồi. Và thì hôm trước em của con là Phú Quý có hát, hôm nay thì con được xin được hát lại. Con hát quý vị nghe, rồi quý vị Phật tử nào mà nghe trên YouTube á, có thương thương con nhớ ủng hộ cặp đèn cho con nha. Kiếp người sẽ vội qua.
tình thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ. Hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muôn phiền, chuyện thế sự nơi chân ai. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo muôn phiền, chuyện thế sự nơi chân thanh hay quá. Ủa sao nghe tin bữa nay cậu Út về mà sống thấy tiếng vậy ta? Chị hai. Ê, hình như phải tiếng của cậu Út không ta? Phải quý không ta? Từ dạ, trời ơi. Trời ơi. Trúng vô cái mặt em nè, từ. Chị đi... á, không thấy đường thấy xa gì hết. Rồi đi đứng thì té rồi làm sao? Đi gì mà bao nhiêu năm mới về thăm mẹ với chị hả? À? Dữ không á? Em khổ quá, em lên Sài Gòn em làm. Cậu rồi cậu về dạ. Rồi cậu tắm rửa ăn uống gì chưa? Em tắm rồi, em ăn uống rồi, thay đồ chuẩn bị đi tiếp khách nè. Đâu cho chị hai sờ cái coi. Dạ, dạ. Trời ơi, sao mà cậu Út dạo này lớn bụng đẹp trai quá vậy? Ủa, chị thấy đường hả? Thấy em hả? Thì cậu là em của chị mà đương nhiên là chị biết cậu phải đẹp rồi. Thấy cao ráo chắc là đẹp trai phải không quý vị? Đẹp không quý vị? Tại vì cậu nói kỳ quá. Dạ. Mặc dù tôi không có thấy đường, nhưng mà thời gian qua tôi cũng nuôi mẹ, lo cho mẹ già chứ lo cho cậu mà. Nói kỳ. Thôi mà em thương chị hai mà em... Em ghẹo vậy thôi chứ. Ghét cậu Út quá à. Đi về mà bao nhiêu năm mới về để chị thôi với mẹ nhớ. Thôi không có khóc, không có khóc. Thôi không có khóc mà. Tại cậu á, tôi không có thấy đường á, là tại vì nhiều lúc cũng nhớ cậu khóc hoài cho nó mắt nó mờ thêm á. Nghe chưa? Dạ. Cậu Út ơi. Dạ. Cậu nhìn thấy gì không? Thấy gì không? Em thấy mẹ ngồi nhổ tóc sâu cho cậu. Đúng rồi. Sao chị nhìn thấy hay vậy? Hồi nãy chị biết. Mẹ ngồi sau hè chị biết mà. Sau này hai chị em mình già chắc cũng y vậy luôn ha. Dạ. Nhưng mà cậu không có nhổ tóc cho chị. Ê, chị không có nhổ tóc cho cậu mà cậu nhổ tóc cho chị. Chứ chị mà nhổ là cậu giống như thầy Nhuận Đức là cậu đi tu luôn à. Dạ. Nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn. Côi khôi đốt đồng để ngậm ngùi, chim nhớ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần, biểu cậu ngồi. Mẹ nhổ tóc sâu cậu buồn hiu phiêu lưu trong trời những ngày đầu dừa. Ba giá miếng dừa đường mòn xưa dài nắng dầm mưa. Ai cách xa cội nguồn ngồi một mình nhớ ly tre xanh giao quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng mưa.
nấu cần. Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ. Nghe chung quê hương xa rời từ cất bước ly hương. Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao. Trái biết biết sao cũng ngọt ngào một lời cho nhau. Xin sống lại tình yêu đơn sơ trong chơi những ngày đầu dừa. Ba giá muốn dùa đường mòn xưa trái nắng dầm. Dạ. Anh chị nhổ tóc bạc cho. Hả? À, ấy da. Ấy da, trời ơi, trời ơi. Ở cậu nhìn có phải tóc bạc không? Trời ơi, tóc đen không à. Ủa vậy hả? Trời ơi, nhổ. Nhổ hồi chắc thôi đi vô gặp thầy Nhượng Đức luôn quá à. Nhổ rồi, em lên em gặp thầy Nhượng Đức luôn. Thôi chị hai đùa. Cậu dạ. Út làm á, chị làm. Đừng có quên nồi canh rau đắng mẹ nấu nuôi chị em mình nha không? Chị hai cũng vậy nha. Chị biết rồi. Làm mây mà bay khắp nơi giang hồ. Nghe chung quê hương xa rời từ cất bước ly hương. Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao. Tình yêu đơn sơ trong chơi những ngày đầu dừa. Ba giá muốn dùa đường mòn xưa dài nắng dầm mưa. Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ ly tre xanh vào quanh cùng trời kỷ niệm chợt thề rau đắng nấu. Tôi qua đây tôi trả micro cho thầy Nhượng Đức mới được. Ê, từ từ từ. Dạ dạ phải thầy đây ông thầy. Dạ Nam dạ. Mô A Di Đà Phật. Dạ cảm ơn thầy. Ở bên kia con có hát cái bài Ru Lại Câu Hò rồi mà do trục trặc nên hôm nay hai chị em con xin được phép hát lại ca khúc này. Một ca khúc cũng nói về tình cảm, gia đình, ca khúc cũng mang cho chúng ta cũng rất là nhiều bài học trong cuộc sống á. Dạ, giờ con xin được phép bắt đầu. Con hát bài này con phải cầm cái áo. Dạ. Con xin phép. Buồn thương chiếc áo vàng
mình ở đâu? Sao mình nỡ bỏ em? Mình ơi! Chị hai! Khuya rồi, mưa gió chị đứng đó làm cái gì? Chị đi qua đây với em nè. Chị còn chờ làm cái gì? Bây giờ anh đã không thương chị, anh đã đi theo người khác rồi. Chị buồn bã rồi, anh có quay về với chị không? Quý à! Quý cái gì? Giờ chị hai nghe em khuyên nè. Chị rảnh chị theo em, đi lên chỗ thầy của em, thầy Thích Nhuận Đức, nghe kinh nghe giảng đi cho ý nghĩa. Mà chị, buồn thương chiếc áo năm nào đánh đôi bờ dài, chị hai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Giờ sang sông biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm dài tóc chị giờ như đã phai. Dài một hôm bão tố mưa dầm ở con đò xưa, liều tranh giành dây trầu quấn quanh hàng cao, trăng vàng trong năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi. Ngoài kia gió cô gái.
trên gặp không ai. Thương lòng chị hai trào nước mắt giận lắm cuốn đàn. Chị hai đừng có buồn nữa mà. Cố gắng lên, đi lên chùa với thầy Nhân Đức đi. Giận lắm cung đàn rủ lại câu hò thủy cho chị hai đừng có buồn nữa. Thầy em á, tuy ổng hơi hồ tí nhưng mà ổng giảng pháp hay lắm. Đi chị, đi theo em đi. Trời chị soạn quần áo cái hả? Đi luôn. Để chị lên chùa chị tu. Chị tu mấy ngày thời gian để chị lãng quên đi, chứ bây giờ chị cũng tha thứ mà người ta không có quay về. Chờ chị đi lên thầy Nhuận Đức với nghe. Đi. Chị cũng nghe người ta nói lâu lắm rồi mà chị cũng chưa có được gặp thầy. Thôi thôi chờ chị đi với. Đi. Thầy em á, ổng hay giảng á, ổng hay nói tư hô, tư lùn, tư xấu. Nhưng mà xấu không có lắm đâu nghe. Thầy dễ thương lắm. Vậy hả? Dạ, thầy dễ thương lắm. Không biết sao em nhìn thầy đẹp lắm. Vậy hả? Dạ. Thôi chờ chị đi với nghe. Đi. Dạ mô Phật. Sao chú lại ở chùa? Lâu lâu thấy tiểu ngây ngô cầm chổi trà đi quét lá đà. Tôi yêu chú đã xa cha, xa mẹ hiền ngày đêm thương nhớ. Đôi khi thấy tiểu đăm chiêu, mắt lệ nhòa vì không thuộc bài. Đêm đêm chú tiểu ngân gian với lời kinh trầm bổng du dương, chú mang hết cả tâm tư, trái tâm tư cầu an cho đời. Ai xui chú tiểu ngây thơ biết tu hành vừa chốn không môn, câu kinh tiếng mõ thâu đêm nghiêng nghiêng đầu êm êm mãi. Giang cố kiếp tu hành, tôi yêu dáng tiểu ngây thơ, áo màu lam chú mặc ở chùa, chén cơm vừa muối tương rau, nhưng tâm lòng các chú thanh cao. Mong sao chú tiểu an vui bên mái chùa ngày đêm tinh tấn, để đêm tiếng mõ câu kinh trái tâm từ cầu an cho đời. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật.
thơ, biết vì sao chú lại ở chùa. Lâu lâu thấy tiểu ngây ngô cầm chổi trà đi quét lá đà. Tôi yêu chú đã xa cha, xa mẹ hiền ngày đêm thương nhớ. Đôi khi thấy tiểu đăm chiêu, mắt lệ nhỏ vì không thuộc bài. Đêm đêm chú tiểu ngân gian với lời kinh trầm bổng du dương. Chú mang hết cả tâm tư, trái tâm tư cầu an cho đời. Ai xui chú tiểu ngây thơ biết tu hành vừa chốn không môn. Câu kinh tiếng mõ thâu đêm, nghiêng nghiêng đầu êm êm mãi chùa. Đời có biết bao sắc màu làm ơi, người người vui bên mái ấm gia đình. Vượt qua gian khổ kiếp tu hành, tôi yêu dáng tiểu ngây thơ, áo màu lam chú mặc ở chùa. Chén cơm vừa muối tương rau, nhưng tấm lòng các chú thanh cao. Mong sao chú tiểu an vui bên mái chùa ngày đêm tinh tấn, để đêm tiếng mõ câu kinh, trái tâm từ cầu an cho đời. Mong sao chú tiểu an vui bên mái chùa ngày đêm tinh tấn, để đêm tiếng mõ câu kinh, trái tâm từ cầu an cho đời. Dì thích con hát bài này không? Thích con hát nữa, chừng nữa có dịp con quay lại con hát lại được không? Dạ, mà con nói gì thôi chứ con sẽ nghiên cứu những bài hát khác. Nó vui hơn, mà nó hay hơn, mà nó nhân văn hơn, mà nó phù hợp hơn. Mà để quý vị vừa đi chùa nè, vừa được nghe hát, vừa được nghe thầy giảng pháp nè, con cũng nghe nữa. Mà được nghe những bài hát phù hợp mà ở những nơi mà ấm cúng và nó mang tính chất mà đầm ấm như thế này. Dạ thầy, con cảm ơn thầy nhiều. Ngày nào con cũng nghe thầy hết. Dạ con chúc sức khỏe thầy. Dạ con chào thầy. Con thấy nãy ai cũng vô được cái máy. À dạ, con quên nữa, còn mình còn niệm Phật nữa. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Con cảm ơn nhiều. Sao cuộc sống là bao, vì đâu không mến thương nhau. Người thì lao đao, còn người kia sống trong sáng giàu. Anh em một nhà mà không thấy đau lòng hay sao. Đời như chiếc lá, ngày mai gió cuốn bay xa. Dù trước dù sau, nào ai xin tự không qua. Bạc tiền lợi danh, giờ đây bỏ nhau sao đành. Toàn tính dứt danh, tình anh em thua một người.
ơn, giúp người xa cơ nào muốn trả ơn. Mà tại sao ta anh em một nhà, chung một dòng máu xanh nhau đủ điều rào trước đón sau. Này ai ơi, hãy nhớ lấy cầu xin tự không qua. Bạc tiền lợi danh giờ đây bỏ nhau sao đành, toàn tính dứt danh tình anh em thua một người dư. Một người dư đôi khi có nghĩa có không nghĩ cho mình, giúp người xa cơ nào muốn trả ơn. Mà tại sao ta anh em một nhà, chung một dòng máu xanh nhau đủ điều rào trước đón sau. Này ai ơi, hãy nhớ lấy cầu đầm bọc đỡ đần có nhà. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Dạ, giờ con hát bài hát của tác giả Đức Mạnh, bài hát Lời Người Khiếm Thị. Dạ, con mời tất cả các cô chú, quý vị Phật tử và con mời thầy lắng nghe cùng con. Xin con ra cũng muốn như bao người, mà con sinh ra không nhìn thấy ai trên đời. Tình thương cho con cao quý như sông dài, mắt con bây giờ không thể nhìn được mẹ cha. Còn ai thương con như cha mẹ ở trên đời này, còn ai nuôi con như cha mẹ đã nuôi bao ngày. Tình thương cho con cao quý hơn rất nhiều, mắt con bây giờ không thể nhìn bạn bè. Chỉ toàn là bóng đêm đêm
hãy khuyên con như cô thầy đã khuyên bao ngày. Tình thương cho con cao quý hơn rất nhiều, mắt con bây giờ không thể nhìn được thầy cô. Toàn là bóng đêm đêm. Còn ai thương con như cha mẹ ở trên đời này? Còn ai khuyên con như cô thầy đã khuyên bao ngày? Tình thương cho con cao quý hơn rất nhiều, mắt con bây giờ không thể nhìn được thầy cô. Tình thương cho con cao quý như sông dài, mắt con bây giờ không thể nhìn được mẹ cha. Quê cũ ở phương trời Tây đạo tràng của Đức
Phật Di Đà là nơi lạc quốc. Ôi tình pháp duyên tăng là duyên, thể kính chuyên cần của chúng tu. Dạ, con xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Quý vị biết không? Cho nên là như thầy ngồi giảng, con nhìn thầy cũng ướt đẫm mồ hôi. Mà con hát á, bây giờ con mặc đồ bình thường để con hát á, thì giống như là nó cũng không đúng một cái người làm nghệ thuật. Cho nên cũng ráng con mặc, chứ thật ra con cũng nóng muốn chết luôn. Dạ, thôi con cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Dù cho có nóng hay là có đổ một cách mấy, nhưng nhìn quý vị con cũng thấy mát ruột lắm. Dạ, giờ niệm Phật với con mấy câu nữa nha. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Con ơn rất nhiều. Dạ, con xin chào tất cả quý vị. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyền góc thông già, chiều đan tay nghe nắng chan hòa.
nắng hôn nhẹ làm hồng môi em, mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Một sáng nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của riêng mình, thành phố buồn nằm nghe khói tỏa người lứa thư chìm dưới sương mù, quỳ bên em trong góc giao đường tiếng kinh cầu đẹp mộng yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa, rồi từ đó chốn phong ba em làm dâu nhà người, âm thầm anh tiếc thương đời đau buồn em khóc chia phôi, anh về gom góp kỷ niệm tìm vui. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn, và con đường ngày xưa lá đổ giờ không em, soi đã u buồn giờ không em, hoang vắng phố phường tiếng chuông chiều chầm chầm thế lương, tiễn đưa người quên núi đồi quên cả tình yêu. Cảm ơn.